Cuối cùng thì ngày này là cũng tới, ngày mà mình chờ đợi rất là lâu rồi. Mọi người thường bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, nhưng mà em bị thu hút anh bởi sự căng thẳng ngay lần đầu tiên mình đi chơi với nhau. Được những cái mong ước của Thảo nó thành hiện thực như ngày hôm nay, Quyền mong rằng là Thảo với Bảo ngay tại phút giây này nhìn thấy điều xảy ra ngay trước mắt này và cảm thấy đó là cái điều hạnh phúc nhất đời mình. We could go back and show our 17 years old selves the exact moment right here, our wedding day. As mentioned over our lives, you have played many roles. My high school sweetheart, my boyfriend, my best friend, my fiancé, and much more. Anh thực sự muốn cảm ơn em vì em đã ở bên cạnh anh trong những năm tháng ấy. Trong những năm yêu xa, chúng mình đã có những chuyện vui, chuyện buồn. Có lúc tưởng chừng chúng ta đã mất nhau, nhưng anh rất vui vì chúng mình đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt đến được ngày hôm nay. And now I am so excited to fall even more in love with you in your newest role, my husband. You are all that I ever want love to be, and for me, it has always been you. To love you unconditionally, embracing the imperfection and strength. I will forgive and understand in times of difficulty. I promise to be with you whenever you need me. I promise to make you laugh, comfort you when you cry, and be your partner for the rest of my life. Chưa bao giờ con hết hy vọng. Và cuối cùng là thank God là hôm nay hai bạn ngồi ở đây và hai bạn rất là vui. Và đó là thứ mà mọi người ở đây đều trông chờ, đúng không ạ? Là chúng ta đều nâng ly nè. 1, 2, 3, cheers! Rất là cảm ơn tất cả các vị quan khách đã dành thời gian tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Và hy vọng mọi người có một buổi tối thật là tuyệt vời, uống nhiều hơn một chút và có thể nhảy nhiều hơn một chút nữa. Xin chúc mừng cho Thảo và Bảo. Cheers everyone!
I'm not sure where this line will take us or where our journey will go, but the one thing I do know is I chose you in 2014, I chose you today, and I chose you forever. Our journey as a family has just begun, and I am excited to see what our future holds, because above all, we are better together.